Ây da, mà mềm. Có gì vậy? Bà lấy, cho bà lấy.
Em bé ơi, tối mình mổ con kia nhỉ, con vịt kia nhé. Mổ mổ vịt kia to to như thế này nhé, cho em ăn ầm ăn nhé. Nhé. Còn vịt không? Có. Ba chú ba lấy con vịt cho em ăn nhé. Mẹ vịt chăng nữa. Em bé ơi. Anh cho lò cỡ nhãn. Lò cỡ. Mẹ nhìn em bé nhé. Nhâm nhâm nhâm. Vòng vòng lại đã. Em bé lại thích gì đi à. Không ai vòng nữa. Cho mẹ bụi đấy. Mẹ đi làm cho. Đi tay. Ha. Ha.
Đây bố bê bố bê bố bê. Ai da. Ai da bố bê bố bê. Ai da. Kinh nhâm kinh à. Con trai gì mà hư đấy. Chị ở dưới à. Thế mày tự làm thế nào mới xong. Ôi ôi. Đây đây đây. Đi chơi đi chơi. Mẹ nhiều tiết. Viên đam đằng ngoài đó. Mình sẽ cho thế này, như vậy. Một miếng thịt lạc, một miếng thịt trắng. Xong như lại đã ở cái ốp thịt kìa. Được rồi. Bến bến. Bến. Không cần khuẩn. Bây giờ hai cuội nha. Tân thuần luôn hay à như đấy ăn đi, ăn cái đĩa mà
cơm. Hai cái một phát đây. Chờ để chân mình làm đứa. Mình bốc lại chiếc gạo vào đây. Cái này của anh gì nhất. Chồng cô em đi bên ngoài đâu? Ở nhà chơi không? Yeah. Hey, của anh này này. À. Nó sai quá. Là hai bé. Bé à? Gà em to. Gà em thấy to. Nó làm nó cũng đẹp rồi. Hình phải chàng thôi. Tham chú nhà tiễn. Quay hai nào. Hai nào.
Đúng tốt. Anh nhìn cái chờ chưa? Đốt đi ra. Đấy, chén đấy. Đấy, bồi nhiều, 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 bồi mẹ kìa, mẹ kìa, mẹ kìa, mẹ kìa. À. Ui ô, nghiệp lại nha. Tao tao nha, tao nha. Ô. Tao tao tao. Ui ô. Cứ chạy cả em bé nha. Của Alin. Mẹ gọi mẹ cho bị điên rồi. Mẹ vợ Alin rồi. Xong. Mẹ vợ Alin rồi. Kiểu gái mẹ đã ghi gái mẹ nó cứ bị làm sao ấy. Sao là... Vừa đi. Mẹ thấy quần hộp quá rồi. Đây là cái này là bé. Phay thì phay đây hả? Ô, không hiện đâu. Em nhìn em nhìn. Lấy cái này đi nhúc cái anh. Thank you.
Mì gắt nè, rưỡi ọ, màu trắng bốc luôn. Hát tùng nó. Em bé này. Cái lai. Tập sợi ơi. Làm mẹ đun bánh em cho em ăn nha. Đun bánh bén, bánh bánh bánh. Hát cối nhỏ. Ừ. Cái này lấy về luộng. Thế bố cho nên nó bún áp nhỏ. Tại bố em. Thôi cái nào mình bỏ cái đấy. Tí về nhà nhạc cũng được mà. Về nhà mình nhạc từng tí. Đánh cái bên ạ, đánh đánh nhẹ ạ. Bên ạ, mình lấy đi phút đi phải, ở đây mình phô tôi nhá. Để liu. Hay giờ nè, chứ hào thôi. Tí mình lấy số hào về nấu với vịt đi. Thử hắn như thế cho con ngon này. Đã đúng rồi. Chó. Trên này vẫn trên này. Bắp cải cũng thế. Vị anh. Chó vị ha. Ui dồi. Bé ơi, bé à, bà ta nè, chú nhật tư chú hàng, hát chơi nha. Hả? Xui. Nè, chú nhả. Ăn cái lá đi, xui chú. Đảo rồi. Dơ sạch thì là không có thuốc thôi, sâu vẫn là có. Để chữa vịt đấy con.
Là sao ấy? To. Oh.
thử luôn nè. Chơi như này. Tại ta tổ sợn đấy để cho vào một hũ quặn của nó tự hào ạ. Mình nuôi hình như là được 3 hay 4 tháng rồi nhỉ anh nhỉ? Được tầm 5 tháng rồi đấy. Đấy, thấy chưa? Em để anh cần vịt rồi đấy. Chúc đi cho mình nhé.
để xem ba làm gì vậy. Đấy. Ba Miền ơi. Wow, đẹp thế nhỉ. Ui, cái cầm chinh chinh. Còn cho em bé thì Chi Mèn. Ôi giời. Mà Chi Mèn ăn được cái đấy chắc tối nay bù vớ mất thôi. Nhè mèn nhè. Ôi giời. Có ô hồ ngay ồ. Ngon luôn. Wow. Ngon thế nhở. Của ai mà ngon thế nhở. Trời ơi. Anh thơm thế. Anh Mịn của anh thơm thế nhở. Con Mịn ơi. Con Mịn xem mẹ nè. Con Mịn xem mẹ nè. Con Mịn ơi. Đưa nha. Ui, quá ngon luôn cái này. Ăn nguyên cây à. Ui. Nè. Cây mới ngon. Này, mọi người hai cây là no. Nhưng mà mình ăn nhiều ngày rồi. Mùng 1 mùng 2 nè nhỉ. Ôi. Cá thịt canh vào. Muốn chưa? Úm mình còn chưa được làm nữa. Cấm. Con dao đâu nhỉ? Ê, con dao đâu? Dao này anh dùng ở đâu đấy? Đây này, ở ban đây nhé. Ít thức ăn cho chó gâu gâu ha. Mẹ ăn cơm với mẹ không? Mẹ có ăn cơm với mẹ không? Thế nhỉ? Chó yêu. Chó gâu gâu hơi yêu. Nhớ này, chả nào mà mình. Chả nào mà mình. Đấy, chó ăn đấy. Mẹ ăn không? Mẹ ăn còn không? Mẹ cần cho mẹ ăn nhé. Ăn đi. Mẹ ơi. Ngon này. Cho ăn một cái cục. Ôi. Mày cũng muốn ăn à? Em năm mới anh lì xì một cái miếng thịt. Vâng. Không có gì. Này.